Bộ trưởng Quốc phòng Grenshaw vốn dĩ sẽ thăm Odessa vào ngày 7 tháng 3, một ngày sau khi thành phố này bị tên lửa tấn công trong lúc đang đón tiếp Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Hy Lạp đến thăm. Ông Sharp khi ấy đi tàu đêm từ Ba Lan đến Ukraine cùng với Tổng tham mưu trưởng Tony Radakin và nhóm nhỏ quan chức Anh. Mục đích của chuyến đi là gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và các thành viên cấp cao trong chính quyền Kiev. Nhưng dù đã đặt chân đến Kiev vào ngày 7 tháng 3, ông Sharp phải đột ngột hủy chặng đường tiếp theo tới Odessa vào phút cuối vì lo ngại về mức độ an toàn. Theo Sunday Times, tờ báo có phóng viên tháp tùng vị bộ trưởng. Chuyến đi đã bị hoãn sau khi thông tin tình báo tiết lộ rằng phía Nga đã biết về kế hoạch thăm Odessa. Sunday Times còn đưa tin, vụ tập kích vào Odessa một ngày trước đó đã làm gia tăng nguy cơ đối với ông Sharp từ mức cao lên mức nghiêm trọng. Một phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết, trong chuyến đi gần đây tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng đã không thực hiện chuyến thăm theo kế hoạch tới Odessa vì lý do an ninh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 3 cho biết, họ đã tấn công thành một nhà máy lưu trữ xuồng không người lái của Hải quân Ukraine. Hiện chưa rõ đây có phải là vụ tấn công xảy ra gần Thủ tướng Hy Lạp hay không. Đầu tuần này, có thông tin cho rằng máy bay không quân của Hoàng gia Anh chở ông Sharp qua lại giữa Anh và Ba Lan đã bị gây nhiễu tín hiệu GPS khi bay gần lãnh thổ Nga. Nhà báo Pavel Zazubin cho biết, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về kế hoạch của các nhóm dân quân Ukraine nhằm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Nga, và ông đã ra quyết định thay thế lính nghĩa vụ ở khu vực này bằng lực lượng đặc nhiệm nhà báo Zazubin nói. Cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về những nỗ lực tiềm tàng nhằm xâm phạm biên giới Nga. Hai tuần trước, khi những cuộc tấn công này xảy ra. Để ứng phó, lãnh đạo đã ra lệnh rút lực lượng lính dự bị lùi xa biên giới và thay thế họ bằng các quân nhân chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng đặc nhiệm. Đó là những gì đã diễn ra. Bắt đầu từ 12 tháng 3, các nhóm dân quân Ukraine đã liên tục cố gắng tiến hành những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong đó, có bốn cuộc tấn công theo hướng Belgorod, một cuộc tấn công theo hướng quốc. Trong cuộc họp hôm 15 tháng 3 với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã chỉ trích những nỗ lực của các nhóm dân quân làm gián đoạn cuộc bầu cử đang diễn ra và cam kết sẽ trả đũa. Ông Putin giải thích rằng những nỗ lực này bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh, cũng như những vụ tấn công nhằm xâm phạm biên giới Nga. Ông nói rằng hành động này vô nghĩa về mặt quân sự. Ba nhóm dân quân Ukraine đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công cơ quan chức năng Nga coi các nhóm này là tổ chức khủng bố. Vào đầu giờ chủ nhật ngày 17 tháng 3, thị trưởng Sergei Sobiani viết trên Telegram cho biết, ít nhất 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên đường tới Moscow. Ông cho biết thêm, lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận Demodedovo đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Thị trưởng Sergei Sobiani xác nhận trên Telegram vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Đồng thời lưu ý rằng, hai mục tiêu thủ địch đã bị bắn hạ trong khu vực. Hai chiếc UAV nữa mà chúng tôi đã chặn ở các con Ramensky và Stupino Sobianin cho biết thêm một giờ sau đó. Sergei Sobianin cho biết không có thiệt hại nào xảy ra và không có ai bị thương ở những khu vực nơi mảnh vỡ rơi xuống. Đồng thời cho biết thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với các sự cố sân bay Demo Dedovo của Moscow nằm ở phía nam thủ đô cũng không báo cáo bất kỳ sự bất thường nào trong hoạt động của mình. Cùng lúc đó, một số máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavyansk thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây ra đám cháy nhưng nhanh chóng được khống chế theo chính quyền địa phương. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết, mặc dù không có thương vong trực tiếp trong các cuộc đình công, nhưng một người đã chết vì nghi ngờ bị đau tim trong vụ việc. Tuần qua, xung đột Nga-Ukraine được đánh dấu bằng sự leo thang lớn tại các khu vực biên giới giữa hai nước, khi lực lượng của Kiev tiến hành nhiều nỗ lực nhằm xâm nhập vào khu vực quốc và Belgorod. Các cuộc tấn công xảy ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, bắt đầu vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3. Bắt đầu từ thứ Ba, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các nỗ lực xâm phạm biên giới Nga, tấn công nhiều địa điểm dọc biên giới với khu vực quốc và Belgorod của Nga cùng với sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát và làn sóng máy bay không người lái dường như nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cảnh báo việc triển khai quân của khối NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là một chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Antonio Tajani đồng thời loại trừ khả năng quân đội Ý được triển khai để hỗ trợ cuộc chiến của Kiev trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm Les ở Verona. Khi được hỏi về khả năng quân NATO sẽ triển khai vào Ukraine, ông Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Ông nói, tôi nghĩ rằng NATO không nên vào Ukraine. Đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc vào nước này để tiến hành chiến tranh chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba. Khi được hỏi về việc các quốc gia NATO khác gửi quân tới hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Moscow, đặc biệt là Pháp. Bộ trưởng cho biết, ông hy vọng điều đó không xảy ra. Tuyên bố từ Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi lính phương Tây tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn mới với các đài truyền hình TF2 và France 2. Ông Macron thẳng thừng mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng Paris không gây chiến với Nga mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột về khả năng triển khai quân, ông từ chối nói bất cứ điều gì cụ thể, nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì một sự mơ hồ về mặt chiến lược và rằng ông có những lý do không chính xác của riêng mình. Viễn cảnh đưa quân phương Tây vào Ukraine lần đầu tiên được Tổng thống Pháp cân nhắc vào cuối tháng 2, khi ông nói rằng không thể loại trừ hoàn toàn ý tưởng này. Nhận xét này đã gây ra làn sóng phủ nhận từ các thành viên NATO. Trong đó, những thành viên chính của khối này liên tục bác bỏ ý tưởng này. Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ trong liên minh bao gồm cả thành viên mới Phần Lan, đã ủng hộ quan điểm của ông Macron về vấn đề này. Nga đã tấn công thành phố Cảng Biển Đen bằng tên lửa đạn đạo, sát hại ít nhất 20 người và làm ít nhất 70 người bị thương. Các tên lửa được phóng từ bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện và cơ sở hạ tầng của Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, lực lượng Ukraine sẽ làm mọi điều để làm cho người Nga cảm nhận được sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông cho rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục, nhưng gọi cuộc tấn công của Nga là một hành động hèn nhát. Ông Zelensky nói, đây là một hành động hèn nhát và đáng khinh. Hai tên lửa, tên lửa thứ hai đánh trúng khi các nhân viên cứu hộ và bác sĩ đến hiện trường. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ. Odessa, thành phố cảng ở miền nam Ukraine, là mục tiêu của quân đội nga từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022. Các cuộc tấn công vào Odessa ngày càng nhiều khi điện Kremlin rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, tất cả các trường học và trường đại học ở một số khu vực của vùng Belgorod của nga sẽ đóng cửa do tình hình chiến sự có chiều hướng phức tạp. Các trung tâm mua sắm cũng sẽ được đóng cửa vào ngày 17 và 18 tháng 3. Các quận bị ảnh hưởng nằm dọc theo biên giới với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tấn công vào vùng Belgorod và quốc đã không thành công nhiều và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được cập nhật liên tục về tình hình. Ngày 16 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên Telegram rằng họ đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của các chiến binh Ukraine tại một số địa điểm. Cùng ngày, một số nguồn tin từ Ukraine nói với đài CNN rằng Cục An ninh của Ukraine SBU đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ba nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga. Ba nhà máy lọc dầu, tất cả đều thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Sunyep, nằm dọc theo sông Volga tại novo -Bubi Samara và Siran và nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát lên đến 1.000 km. Trước đó trong tuần, các nhóm chiến binh công dân Nga từ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới ở Belgorod. Theo số liệu của CNN, y nhân 5 người đã bị giết và một số người bị thương trong tuần qua. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15 giờ giờ Moscow, tương đương với 19 giờ giờ Hà Nội ngày 16 tháng 3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga trong ngày bỏ phiếu thứ hai là 45,57%. Trong ngày bầu cử thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống 2024, cử tri trên khắp các vùng lãnh thổ của Liên bang Nga tiếp tục đi bầu cử. Tại khu vực bầu cử Moscow, tính đến 15 giờ đã có hơn 3,9 triệu cử tri tham gia bầu cử trong đó gần 3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử từ xa. Tại khu tự trị Chu Cốt Ca, cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử thứ hai đã kết thúc. Tính đến 20 giờ, tức 11 giờ theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 78,54%. Trong khi đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, khi cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng ở Chu Cốt Ca là 76,34%. Tại khu tự trị Zamalunentet Liên bang Nga, Tính đến 15 giờ, tức 13 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 70,58%. Trong đó, đặc biệt có 5 ngôi làng ở vùng này có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tại Cộng hòa Chechnya, Liên bang Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,17%. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15 giờ, 79% cử tri đăng ký bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ, từ xa đã bỏ phiếu và cho rằng đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 6,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ, từ xa và hết 2 ngày bỏ phiếu đầu tiên, nhiều khả năng sẽ có hơn 7 triệu cử tri bỏ phiếu theo hình thức này. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, trong hai ngày bầu cử đầu tiên, 15 và 16 tháng 3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ, từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã bị chặn lại. Hệ thống bỏ phiếu điện tử từ, từ xa vẫn hoạt động bình thường. Nhà quan sát bầu cử đến từ Indonesia, Fathan Asudidin Sembiring cho rằng, việc Nga tiến hành bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày và cho phép bầu cử điện tử từ, từ xa giúp thu hút nhiều cử tri đi bầu cử hơn so với các cuộc bầu cử trước đây. Nhà quan sát bầu cử này cho biết, đại diện của nhiều lực lượng chính trị và các nhà quan sát bầu cử quốc tế có mặt tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra cởi mở nhất có thể. Dư luận Nga cho rằng, với việc kéo dài bỏ phiếu 3 ngày và việc cho phép tiến hành bỏ phiếu điện tử từ, từ xa, nhiều khả năng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sẽ cao hơn so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 với 67% cử tri đi bỏ phiếu.